Ông Nguyễn Minh Khải, giám đốc bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh, bị bắt tạm giam trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện. Ngày 9 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành quyết định bắt tạm giam bị can Nguyễn Minh Khải, giám đốc bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh. Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện mắt phố Hồ Chí Minh theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 54 trên quy đề VPCQCSDT ngày 28 tháng 10 năm 2020. Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam. Trước đó, ngày 8 tháng 2 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ba bị can. Võ Thị Trinh Nga, sinh năm 1966, Phó Giám đốc Bệnh viện Thành phố Hồ Chí Minh. Phí Duy Tiến, sinh năm 1959, Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Quốc Toản, sinh năm 1960, Nguyên trưởng khoa phẫu thuật gây mê hồi sức Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh. Ba bị can trên bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ luật hình sự 2015. Vào tháng 10 năm 2017, Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kết luận thanh tra toàn diện hoạt động của Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh trong 2 năm 2015-2016. Theo kết luận thanh tra, Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra nhiều sai phạm trong quá trình tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động, quản lý, sử dụng tài chính mang tính hệ thống một cách tùy tiện, buông lỏng trong quản lý, kiểm tra, kiểm soát trong nội bộ của người đứng đầu và của cấp trên trực tiếp có biểu hiện không rõ ràng, công khai và minh bạch theo quy định. Bản tin hóng phùng của chúng tôi đến đây là hết. Thông tin sẽ được chúng tôi cập nhật thường xuyên. Xin hẹn gặp lại ở những bản tin cập nhật tiếp theo.